quý vị đang đến với chương trình Đẹp để tự tin. Hy vọng là các bạn sẽ luôn đồng hành cùng với chương trình Đẹp để tự tin để có thể bổ sung những bí kíp nho nhỏ vào cẩm nang làm đẹp. Và ngày hôm nay, trước khi đến với phần trò chuyện chuyên môn cùng bác sĩ, thì chúng ta hãy cùng đến với tiểu phẩm các bạn nhé. Em uống nước cam đi rồi. Chị ơi, mất lịch sự vừa thôi. Ở đây là đôi tình nhân người ta đang trao đổi rồi. Mời chị qua bàn khác. Dạ không, em tính đi qua cái bàn bên kia. Mà tại anh ngồi ngán cái đường đi cũng được, nên em ngồi tạm đây. Đẹp phải không? Bạn gái chị đẹp phải không? Không phải. Chị ơi, đừng nói gì hết. Em biết em đẹp rồi. Tính hỏi em chỗ nào làm đẹp hay quá vậy đúng không? Một lát nữa đi về em về em inbox cho nha. Xin số điện thoại thì một lát em cho nha. Đừng nói gì hết nha. Nít, để người ta khen mình đẹp, tự nhiên mình khiêm tốn thấy quá. Đâu có đẹp đâu. Đâu có đẹp đâu. Gì vậy? Nít rõ. Trời. Em có quen cái cô này không? Không, bậy anh, em đâu có quen. Học chung. Người ta nói không quen kìa. Trời ơi, mày nghĩ sao mày không quen tao? Ôi trời ơi, hồi đó tụi hai đứa tụi tôi đi học tội thân với nhau dữ lắm. Nè, tôi nói rồi nha, tôi không quen bà nha bà Dân. Trời, không quen mà biết tin người ta là tin Dân luôn. Nhớ tên tôi luôn. Giấu đầu lòi đuôi. Mà tại sao có chuyện mà bị rổ mà không nói cho anh biết hả? Cái thời mà lúc mà em chưa quen anh á là em rổ thiệt. Rổ lắm. Trời ơi, mỗi lần mà tụi tôi được khát nước đúng không? Trời mưa kêu ế Linh chạy ra ngoài kêu nhớ ngửa mặt lên vậy nè, cái đó chạy vô nguyên đám đè ra uống nước trên mặt nó rổ rổ không có thôi bị luôn hả? Ừ, sao đừng giờ láng lẫy như vậy thì cho nói chung là hả, phụ nữ đâu có ai muốn mình xấu đâu, cho nên là hả, em phải cập nhật, em phải nghiên cứu hết tất cả những công nghệ nào mà để cho chữa được cái mặt của em nó hết rổ. Mà hả, phải công nhận nha, em đi chữa lâu lắm nó mới hết đó, nhưng mà cũng không phải gọi là hết 100%, dĩ nhiên là nó cũng còn một ít, nhưng mà nó thật ra là nó đã cải thiện hơn trước rất là nhiều. Ê, sao một đùi còn vậy? Ít duyên quá, một đùi chứ có phải rổ đâu. Một cái tình huống rất là vui của tiểu phẩm đúng không nè. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là làm đẹp vô cùng quan trọng. Nó có thể giúp chúng ta tự tin hơn và đôi khi là sẽ mang đến nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống hơn. Và ngày hôm nay thì Vi cũng đã mời đến chương trình một vị bác sĩ quen thuộc của chúng ta, đó là bác sĩ Phạm Thị Bích Na, giảng viên của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào chị. Xin chào Tường Vi và chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp để tự tin ạ. Khi mà đã xem tiểu phẩm á, chị cũng thấy là một cái chủ đề mà khá nan giải với nhiều người. Cái sẹo rỗ này á, nguyên nhân là từ đâu chị ha? Nói đến sẹo rỗ thì có nhiều nguyên nhân khác nhau để hình thành lắm. Sẹo mụn là một trong những cái dạng mà sẹo rỗ thường gặp nhất. Còn rất là nhiều cái nguyên nhân khác có thể gây ra sẹo rỗ, chẳng hạn như tình trạng thủy đậu này, và một số các cái trường hợp khi mà bị chấn thương, tai nạn hoặc là một cái tác động chà xát ở trên da vẫn có thể để lại cái tình trạng sẹo rỗ đối với những cái cơ địa mà lành sẹo không tốt. Nếu mà như vậy thì mình có một cái phương pháp nào mà cải thiện cho nó hiệu quả được không ạ? Có hai cái yếu tố để mà chúng ta quyết định sẽ lựa chọn cái phương pháp gì. Thứ nhất đó là cái thời gian hình thành của vết sẹo. Thứ hai đó là độ nặng hoặc là cái hình thức của cái vết sẹo. Chẳng hạn như một vết sẹo nông, cái cách điều trị nó sẽ khác so với một cái vết sẹo sâu. Một cái vết sẹo mà tương đối nhẹ ở trên bề mặt nó sẽ khác so với một cái vết sẹo nặng và đã quá lâu năm rồi. Với những cái vết sẹo mà nó đang rất là mới thì chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện bằng những cái loại thuốc bôi tại chỗ để mà điều trị sẹo, với những cái hoạt chất mà nó kích thích cái sự tái tạo của tế bào, sự tăng sinh collagen để mà nó lấp cái đáy vết sẹo và tạo ra cái sự hồi phục. Tuy nhiên những cái trường hợp mà vết sẹo cũ, sẹo lâu năm từ 6 tháng trở lên, cái đáy sẹo đã có cái xu hướng sơ hóa thì chúng ta bắt buộc phải điều trị bằng những cái phương pháp mà có một cái sự can thiệp và tác động trực diện hơn tại chỗ, nghĩa là sử dụng các cái loại ánh sáng, những cái loại máy móc để mà chúng ta tác động trực tiếp lên đáy sẹo. Cái máy mà thường được sử dụng và được ưa chuộng nhất hiện nay trong điều trị sẹo rỗ đó là cái máy thay da vi điểm, hay còn gọi là thay da sinh học. Nó có thể sử dụng những cái loại năng lượng khác nhau, chẳng hạn như laser CO2 hoặc là RF vân vân, nhưng mà nó sẽ phát ra những cái tia vi điểm lên trên cái vùng đáy sẹo. Cái vết sẹo nó sẽ tạo mày ở trên bề mặt, và cái luồng nhiệt của cái tia nó sẽ đi sâu xuống cái mô sẹo ở bên dưới để nó điều hòa và làm mềm những cái vùng sẹo sơ hóa, đồng thời nó kích thích tạo ra những cái vết thương nho nhỏ, và những cái vết thương mà chúng ta không thấy được bằng mắt thường đó nó sẽ tân tạo ra những cái collagen để mà lấp đầy cái vết sẹo. Một cái phương pháp thứ hai mà gần đây cũng rất là được ưa chuộng trong điều trị sẹo lõm đó là phương pháp lăng.
phối hợp với các cái chế phẩm bôi, trong đó thì có thể là các cái tế bào gốc mà chiết xuất có sẵn này, hoặc là cái tế bào gốc tinh chất mà có thể lấy trực tiếp từ cơ thể người bệnh, nó gọi là huyết thanh dầu tiểu cầu. Khi mà đang gặp vấn đề về sẹo rỗ, đến và tìm những cái phương pháp để khắc phục cái tình trạng này, thì trung bình là từ cái lúc đó cho đến khi mà làn da có thể nói là được cải thiện ở cái mức độ vừa phải thôi, khoan nó là tốt nhất đi, thì khoảng thời gian nó khoảng bao nhiêu lâu ạ? Tùy theo cái phương pháp mà chúng ta lựa chọn sử dụng thì cái liệu trình nó sẽ thay đổi khác nhau về cái khoảng thời gian giữa hai lần điều trị. Ví dụ như chúng ta sử dụng cái laser vi điểm thì bắt buộc khoảng cách giữa hai lần điều trị tối thiểu phải là 1 tháng. Bởi vì trong 1 tháng đó cái da chúng ta mới đủ độ phục hồi, và cái lớp da bề mặt bị thay thế đi nó mới đủ độ khỏe để mà chống chọi và chịu đựng một cái đợt điều trị tiếp theo. Còn ngược lại, những cái phương pháp mà ít xâm lấn hơn, chẳng hạn như lăng kim tế bào gốc hoặc lăng kim huyết thanh dầu tiểu cầu, chúng ta có thể thực hiện với cái khoảng cách trung bình từ 1 cho đến 4 tuần tùy theo cái độ dày và cái nền da của từng người. Tuy nhiên, để mà đạt được một cái hiệu quả tối ưu trên điều trị sẹo, chắc chắn cái thời gian không ngắn, trung bình chúng ta cũng sẽ phải mất từ 3 cho đến 6 lần điều trị, thậm chí nhiều hơn với những cái ca sẹo nặng. Điều đó chứng tỏ là chúng ta sẽ mất ngắn nhất thì cũng phải khoảng 2 tháng, và lâu thì chúng ta có thể phải dành ra từ 6 tháng cho đến 1 năm để mà đạt được cái hiệu ứng tối ưu nhất. Như vậy là đối với việc mà trị cái việc sẹo rỗ này là coi như là phải kiên trì và phải từ từ, đúng kiểu muốn nhanh là phải từ từ trong cái vấn đề này luôn, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như vậy thì khi mà chúng ta điều trị á, thì sau đó cái quá trình mà chăm sóc nó có phải là kỹ càng hoặc là khó khăn lắm không ạ? Tất cả những cái phương pháp điều trị sẹo rỗ nó đều trên một cái cơ chế chung, đó là tạo ra những cái vết thương mới, vi điểm có thể không thấy bằng mắt thường, nhưng chính cái vết thương đó là cái điều kiện để mà kích thích tái tạo cái mô sẹo. Do đó cái việc mà chúng ta chăm sóc và bảo vệ da kỹ sau điều trị là một cái chuyện rất là cần thiết. Chăm sóc này thì chúng ta có thể bôi những cái chế phẩm tế bào gốc, những cái chế phẩm điều trị sẹo, và không quên cái vấn đề dưỡng ẩm cho làn da, bởi vì một cái da có độ ẩm tốt thì cái khả năng lành thương và tái tạo của nó cũng sẽ tốt hơn. Và đặc biệt với một cái thời tiết và khí hậu giống như là ở Việt Nam chúng ta, cái tia tử ngoại á, nó có cái tác động rất là lớn trong cái việc phá hủy những cái mô collagen có khả năng hình thành. Chính vì vậy cho nên cái việc mà chúng ta bảo vệ da kỹ càng trước ánh nắng, vừa là để cho cái tiến trình lành sẹo được tốt hơn, vừa để tránh những cái nguy cơ hoặc rủi ro trong quá trình điều trị sẹo, chẳng hạn như tình trạng sạm nám, là một cái điều vô cùng quan trọng. Và đương nhiên sẽ có những cái phương pháp điều trị chuyên biệt riêng mà đôi khi bác sĩ sẽ có những cái dặn dò rất là chuyên sâu cho cái phương pháp điều trị đó nữa. Những lưu ý trong việc chăm sóc da sau khi thực hiện các phương pháp điều trị sẹo rỗ: bảo vệ da sau điều trị bằng thuốc bôi theo chỉ định của bác sĩ, thường xuyên dưỡng ẩm để tăng khả năng tái tạo cho da, hạn chế cho da tiếp xúc với nắng để tiến trình lành sẹo tốt hơn và tránh nguy cơ gây sạm nám, tuân thủ những dặn dò riêng của bác sĩ dành cho mỗi trường hợp điều trị. Cảm ơn chị Bích Na đã giúp cho các bạn có thể hiểu rõ thêm kiến thức về sẹo rỗ. Kính thưa quý vị, chương trình Đẹp để tự tin của tuần này đã kết thúc. Xin được hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau lúc 21:50 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9. Còn bây giờ thì Tường Vi, chị Bích Na xin chào và hẹn gặp lại.